Ủa tại sao chế ra cái chương trình học nhóm này nhảm quá, tôi làm một mình cũng được. Chào mừng bạn quay lại với kênh của mình là Nhật Bình, hiện là giảng viên từ trường đại học RMIT tại thành phố Melbourne. Các bạn theo dõi kênh của mình thì chắc cũng thấy một thời gian khoảng 2 tháng thì mình không ra video mới. Thật xin lỗi là tại vì lúc đó mình phải trong cái học kỳ thì phải dạy hơi nhiều và trong thời gian nghiên cứu nữa. Thì bây giờ thì vừa hết học kỳ thôi, mình đã trở lại rồi đây. Cái chủ đề hôm nay cũng là một chủ đề liên quan đến dạy và học thôi. Và đặc biệt là mình gặp cái vấn đề này mỗi năm luôn. Và mình nghĩ là các bạn sinh viên đã trải qua, thì học sinh viên thậm chí ở Việt Nam đi nữa hay là ở đi học trung học đi nữa thì các bạn cũng sẽ phải gặp cái trường hợp này. Và không chỉ là một cái vấn đề đau đầu với lại sinh viên không, mà còn là một cái vấn đề cực kỳ đau đầu với lại giảng viên nữa khi mà giải quyết những cái vấn đề đó. Các bạn có biết không là giảng viên bên cạnh cái thời gian để giảng bài thì họ mất rất là nhiều thời gian cho một công tác, gọi là công tác admin, là công tác quản trị những cái vấn đề liên quan đến sinh viên. Giống như là sinh viên muốn thay đổi giờ học, muốn thay đổi lớp, thay đổi nhóm, làm bài vân vân thì mất rất nhiều thời gian. Và trong đó thật sự cái mất rất nhiều thời gian là để mình đi giải quyết những cái vấn đề mà sinh viên gặp trong nhóm, những cái tranh chấp, những cái mà người này làm rồi người kia không đóng góp, rồi các bạn complain với nhau, các bạn vân vân, thì đưa lên mình, thì một người giảng viên sẽ phải giải quyết cái vấn đề đó. Và tùy tình huống mà phải giúp khác nhau, nó không có một cái khuôn mẫu nhất định. Thì hôm qua mình kết thúc cái buổi học cuối cùng, thì khi mà mình kể bạn nghe một câu chuyện chính mình cũng đã gặp ngày hôm qua ha. Và câu chuyện thật sự cũng đã lặp đi lặp lại khá là nhiều lần. Khi mà kết thúc buổi học ngày hôm qua là buổi học cuối cùng á, là lúc mà mình bắt đầu bỏ sẵn đồ vô, bỏ vô ba lô túi sách để mình đi về, thì có một em sinh viên mình thấy cứ chưa về. Thường là sinh viên thì họ hết giờ thì họ ra phòng còn nhanh hơn giảng viên nữa, tại họ đã sửa soạn hết rồi, họ cứ bỏ vô cái rồi họ đi ra thôi. Thì mình thấy có một em sinh viên cứ nấn ná, thì mình biết là thường là nấn ná như vậy thì thường cuối cùng sẽ đi lên muốn hỏi mình cái gì đó, nhưng mà thường á là mình, nếu mà sinh viên muốn hỏi á thì lại lên muốn hỏi liền, nhưng mà em này lại đợi cho cái bàn của em đó ngồi theo bàn ha, thì đợi cho các bạn sinh viên khác ngồi cùng bàn đi về thì em đó mới lên hỏi chuyện mình. Thì mình nhìn thấy là mình biết là chắc có cái gì đó nói về cái nhóm làm việc rồi. Thì đúng y như vậy luôn. Thì em đó lên, em đó nói là: thầy ơi, em có thể là với cái bài kiểm tra, cái bài assignment cuối cùng mà làm nhóm á, nhóm thì có rất nhiều bài kiểm tra, có rất nhiều bài assignment trong học kỳ. Thì em nó mới hỏi là: thầy ơi, cái bài assignment cuối cùng làm nhóm em có thể là làm riêng được hay không, em có thể tách riêng để em làm được hay không, tại vì cái nhóm của em thấy làm việc không có hiệu quả. Em là một cái người rất là muốn đạt một cái điểm rất là cao, nhưng mà các bạn thì cứ làm mỗi người có một cái mục tiêu khác nhau, thì tại sao em phải chấp nhận cái điều đó? Em thấy nó hơi rất là bất công. Em thì muốn đạt điểm cao em làm nhiều, còn các bạn khác thì đạt làm không cao thì làm ad đó. Thực sự câu hỏi này mình gặp rất là nhiều, năm nào đi dạy cũng gặp, năm nào thậm chí có nhiều năm là conflict tới mức là mình cho hai, đang trong lúc giảng bài mà mình phải cho hai em sinh viên đi ra một cái phòng khác để hai em giải quyết conflict với nhau, tự nói chuyện với nhau rồi mới quay lại của mình. Em này thì nói là mày không làm bài, em kia nói tao có làm mà mày không chịu nhận, vân vân hết, đủ thứ hết, rất là nhiều cái vấn đề. Thì cũng có năm mình phải cho, mình vẫn phải dạy, nhưng mà hai em nó conflict với nhau tới mức là mình phải đưa hai em đó ra một cái phòng riêng để hai em đó nói chuyện với nhau giải quyết, rồi mới quay lại gặp mình để mà trình bày. Thì trường hợp của em này thì em chỉ nói là nó không có tương xứng với cái việc là em mong muốn như vậy, em làm như vậy, nhưng mà bạn này lại là làm ít hơn, và em thấy nó unfair. Thì xét về mặt cho hay không, em này tách riêng ra làm một cái bài riêng ha, có nghĩa là cùng cái bài đó tất cả mọi người đập nhóm, thì em đó muốn em đó một mình làm thôi. Em nó tin thôi, tao làm mình đỡ hơn chính với tụi này, thấy bất công quá. Nhưng mà thật sự thì xét về cái nguyên lý thì mình không thể cho được, tại vì các bạn biết là trong một môn học thì lúc nào cũng có phần nhóm và phần cá nhân. Mục tiêu là để chúng ta đánh giá được các em sinh viên đó có khả năng dùng một kiến thức, cùng một kiến thức ha, cùng một kiến thức này các em có thể làm độc lập, nhưng với cùng một kiến thức này các em có thể làm với nhiều người hay không.
ha, các bạn phải biết đó là hai cái phạm trù áp dụng kiến thức khác nhau. Thì cái việc áp dụng thực sự các bạn học cái gì đi, lái xe đi, ví dụ vậy đi, thì lái xe một mình khác lái xe theo nhóm, đó là hai cái phạm trù khác nhau. Cùng là lái xe nhưng mà lái xe một mình, lái xe theo nhóm khác. À, và tất nhiên cũng vậy, đi học thì cái kiến thức các bạn học là một mình khác, và kiến thức cùng kiến thức đó áp dụng theo nhóm là một phạm trù khác, và sinh viên cũng phải được access, cũng phải được kiểm tra ở cái khía cạnh đó. Thì tất nhiên mình nói với các em cơ bản là không thể được à, và nhưng mà mình cũng nói với các em là sau này khi các em ra ngoài đời, các em làm việc, các em có được quyền chọn làm cái nhóm như vậy hay không. Đâu phải bất kỳ việc gì các em cũng có thể làm một mình. Các em làm trong một cái nhóm công ty, các em làm, thậm chí các em start up, các em cũng đã phải làm nhóm rồi. Và mình lấy trường hợp là các em muốn, mình nói cụ thể với em này luôn, là nếu trường hợp em tưởng sau này các em ra ngoài đời, các em muốn start một công ty của chính em, em chọn những con người đó, và thực sự là cái quyền chọn người vô nhóm của mình là giảng viên không bao giờ ép buộc hết. Mình lại càng muốn cho các em cái cơ hội để mà tiếp xúc nhiều hơn. Vì vậy trong cái buổi học đầu tiên, lúc nào mình cũng cho các em là gì? Thường là các bạn tưởng tượng là các bạn ngồi vòng tròn nhiều cái bàn như vậy, các em sẽ vô ngồi và thường mình kêu lập nhóm là gì? Đơn giản thôi, ai cùng bàn thì vô nhóm. Và các em có tư duy như vậy, các em không chịu đứng lên đi hỏi qua các bạn khác, và không chịu tiếp xúc nhiều người. Và thường là bản thân mình, một số các giảng viên thì nói thôi là các em muốn lập nhóm như thế nào cũng được, không sao hết. Nhưng mà bản thân mình thì mình muốn là các em phải có một cái trải nghiệm là thành lập nhóm và được chọn cái con người mình quyết định. Và mình cũng rất là cố gắng để mình nói là à, buổi đầu tiên các em hãy đứng lên đi một vòng, rồi bắt cặp nói chuyện nhanh 3 phút một người, hỏi thăm người đó về nhiều vấn đề khác nhau, vân, hay học ở đâu, rồi như thế nào, rồi sở thích là gì, vân vân, để mình biết cái con người đó. Rồi các em thấy thích cái con người đó, thấy được con người đó như thế nào đó thì mình mới chọn vô mình làm chung nhóm. Đó là cái điều mình muốn. Nhưng mà thật sự là gì? Thật sự là khi cho mình đi vòng vòng rồi, mình cứ bạn về chỗ, các bạn vẫn chọn cái nhóm cùng bạn với mình. À, và mình nhắc cho em đó nhớ lại cái trải nghiệm ngày đầu tiên mình đã cố gắng cho các em tự chọn như thế nào. Và cuối cùng là sao? Cuối cùng là chính các em là cái người chọn cái nhóm mình đi cùng. Không ai chọn cho các em hết. Mình cũng không chọn. Chính các em là người chọn những con người đồng hành với mình trong học kỳ đó. Vậy thì tại sao giờ này người đó, rồi thậm chí trách trường nữa, em đó có trách trường, trách giáo viên nữa. Ủa, tại sao chế ra cái chương trình học nhóm này nhảm quá? Tôi làm một mình cũng được. Tại sao lại là cho điểm bằng nhau? Tại sao lại là đánh giá bằng nhau? Một mình tôi làm thì được như tôi hưởng. Mà nếu trường hợp như vậy có khác gì một cái bài tập cá nhân đâu. Nếu các em cứ tư duy là à, trường hợp một cái bài sai mình có 4 phần ABCD đi, phải làm nhóm đi, thì ok, mình làm phần A, bạn làm phần B, bạn làm phần C, bạn làm phần D. Nhưng mà bạn nói là ô, nếu trường hợp phần A của tôi mà làm tốt thì phải cho tôi full điểm. Thật sự thì sẽ không có như vậy được. Thật sự là sao? Thật sự là nếu trường hợp A làm tốt thì cái phần điểm của cái criteria A nó tốt thôi, và CBDC gì đó thì vẫn phải là thấp. Thì cái đó mới là tinh thần làm nhóm. Và mình nhắc là cho em nó nhớ cái trải nghiệm này đầu tiên mình cho các em nó tự quyết định cuộc đời, số phận của em đó trong một kỳ. Thì bây giờ trách ai bây giờ? Và mình muốn mong đó là cái bài học mà các em hãy học được ngay trong trường. Tại vì ngay trong trường các em có làm sai, làm nhóm sai nữa, thì thật sự lỡ có làm fail đi nữa đó, thì cái bài nhóm nó cũng chiếm 50% thôi. Và 50% còn lại các em vẫn có thể qua môn bằng cách là làm rất là tốt cái bài cá nhân của mình. Đó, thì đó là bài học đầu tiên mà các em ít phải trả giá nhé. Sau này ra cuộc đời các em trả giá rất là nhiều khi các em chọn một người đồng hành sai. Các em mất tiền, mất uy tín, mất đủ thứ hết. Các em lập công ty, các em chọn người đồng hành sai, các em đi mất mấy năm. Các em vô công ty, các em chọn một cái team sai. Chính em chọn team nha. Mình đừng có nói là làm là công ty chọn team cho mình, chọn người làm việc chung, nhưng mà không có đâu. Thật sự ngày xưa khi mà mình chọn được vô làm ở các cái trường thì mình cũng sẽ cố gắng mình chọn cái team mà mình thích làm. Bằng có thể lúc đầu là vô thì assign mình cái team đó, nhưng mà mình sẽ từ từ mình thấy à ok, mình làm thử như một xuất như một trường mà mình tự mình cố gắng mình đặt mình hướng mình vô cái đó, và mình thấy à đây là người đồng hành đi tốt thì mình sẽ đi với người đó, mình học được, mình thấy họ có tư duy tiến bộ, tư duy làm những cái điều
aim to perfection, làm những cái điều mà cũng như là luôn luôn cầu tiến, vân vân, thì mình chọn đó là cái số phận. Số phận chọn một phần và mình cũng có một phần mình chọn ra, giống như là các bạn thấy là định mệnh chúng ta cái thì nó có một cái gì đó, ta tự quyết định cuộc đời của mình 50-50 đó. Thì đó là một cái góc nhìn của mình về cái vấn đề mà làm nhóm sinh viên ở trường. Nếu các bạn có một cái góc nhìn khác có thể comment bên dưới, mình rất là open để thảo luận. Các bạn là sinh viên thì các bạn cũng hãy lấy câu chuyện này ra để các bạn cũng hãy các bạn thử approach giáo viên của mình xem sao, thử lên hỏi giáo viên của mình, à thầy ơi em tự tách làm nhóm được không, thầy thấy làm nhóm như vậy có bất công hay không, em có thể thử, mình có thể thử hỏi giáo viên như vậy, vì ra những cái đề làm nhóm, vì xây dựng những cái cơ chế làm nhóm như vậy thì giáo viên cũng phải có một cái ý định nào đó để mà assess các em theo một cái góc cạnh nào đó, ví dụ cái kiến thức này, nhưng mà nói nãy là kiến thức thì xét luôn luôn xét học cạnh làm việc riêng và làm việc nhóm, nó thành ra hai cái ứng dụng khác nhau của cùng một kiến thức. Đến đây là hết rồi, thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.